Dạ vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Đấy, tiếp tục hôm nay, sáng sớm nay em tiếp tục lên cho anh em một con đâm ly nội địa bãi Nhật nhé. Đấy, một đèn sản phẩm đó là Pioneer AD3 này. Đấy, Dry Enrimod. Đấy, anh em có thể nhìn. Đấy, AD3, Dry Enrimod. Đấy, thì con này thì làm mặt mũi vẫn sáng sủa đẹp dai. Đấy, chạy 4 so than. 4 so than anh em nhé. Tất cả các chức năng ok đều ổn định hết. Đấy, kia em lại test qua rồi. Đấy. Và bây giờ em tiếp tục vẫn test lại nhá. Đây là bao quát của con AD3. Anh em có thể nhìn nó có một vài vết xước nhẹ thôi anh em nhé. Đấy, một vài vết xước nhẹ thôi. Hàng bãi nội địa thì không thể nào tránh được rồi. Và đảm bảo với anh em là con này mới một đời chủ ở bên Nhật thôi. Đấy. Một đời chủ ở bên Nhật. Đấy, chưa qua sử dụng tại Việt Nam anh nhé, anh em nhé. Đấy, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, tất cả các chức năng đều ok. Đấy. Bát chép chỉnh bình thường. Đấy. Bát chép chỉnh bình thường. Đây, con này đặc biệt hơn là con này rất đẹp, có gọi đèn ở chỗ kênh A kênh B luôn này. Đấy, anh em tắt này, bật này. Đấy, bật nó sẽ lên đèn luôn anh nhé. Đấy. Và đặc biệt con này là về theo em biết thì con này là có cả điều khiển. Đấy. Nhưng mà về khi em về hàng thì nó sẽ không có, anh em có thể tìm mua con này. Đấy, có thể tìm mua được. Rất là tiện nhé. Đấy. Đây, lốc nét này. Đấy. Tất cả chức năng đều ok nhé, ba lăng này. Đấy, vẫn còn rất là trơn. Đấy, đây chỉnh chức năng này anh nhìn. Đấy, CD này, tuner này, phone này, line này, tab này. Đấy. Chuyên nghe nhạc vàng nhạc bolero. Brand này cực kỳ hay anh em nhé. Kỳ hay, cực kỳ đẹp. Đấy, màu vàng đồng cực kỳ đẹp, màu vàng đồng nhạt. Tất cả đều zin anh nhá, anh em nhá. Đấy. Thì tiện đây em cũng cho anh em xem luôn cái ruột gan của nó xem anh em có thể tin anh em hay không nhá. Đấy, đảm bảo với anh em mà chưa qua sửa chữa, bao zin, bao test cho anh em. Đấy. Đấy. Dạ vâng anh em, vừa xong rồi em vừa tháo cái nắp nắp lưng của nó ra xong. Đấy, còn đây là ruột gan của em nó này. Anh em có thể nhìn chiêm ngưỡng từ bộ nguồn anh em nhé, từ bộ nguồn. Đấy, vẫn còn zin bảng mạch này. Đây, từ những con tụ này. Đấy, từ những con tụ này. Mát này. Đây. Đấy, anh em có thể nhìn hai con biến này, vẫn còn đẹp anh em nhé. Vẫn rất đẹp, nguyên zin luôn. Từ cái keo đít của nó vẫn còn nhé. Đấy, mạch này. Anh em có thể nhìn mạch thì nhìn con ốc ở trên mạch. Đấy, anh có thể nhìn những con ốc ở trên mạch đã bị vặn ra chưa. Đấy, anh có thể nhìn phát biết ngay. Đấy, có thể nhìn phát biết ngay nhá. Đấy, từ những con ốc. Đấy. Từ những con biến này, nhìn chân này, nhìn chân biết ngay. Đấy, cầu chì này vẫn còn nguyên nhá. Cầu nguồn này. Đấy. Con này chạy 4 so, 4 so than. Anh có thể nhìn. Đấy. Nguồn này, nguồn vẫn zin luôn. Đấy. Bản đồ. Đấy. Ruột gan y nguyên anh em nhé. Đây, từ những cái chân ba lăng này. Đấy. Chân AV này. Đấy. Đấy, con này chỉ có 2 triệu 6 thôi anh em nhé. 2 triệu 6. Mặt mũi đẹp dai, ruột gan đẹp dai, ruột gan nguyên zin, gửi đến anh em 2.600.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, anh em quan tâm đến mẫu Pioneer AD3 liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 8722 916. Đấy, chất âm này nghe nhạc cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ hay. Bolero nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc trữ tình, nhạc cách mạng, con này đều chơi được hết. Đấy, công suất 100W thôi. Đấy, anh em thì nhìn. Đấy. 110W nhá, 110W công suất cực kỳ lớn. Anh em đánh 3 3 4 tấc thoải mái.
Đấy, tánh toàn dài, con này cũng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, kể cả loa bookshelf như nhà em đang là loa bookshelf đây, cũng rất tuyệt vời. Miễn là loa nghe nhạc, đấy, âm ly nghe nhạc, thì anh em nghe nhạc gì cũng hay nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Chỉ có 2 triệu 600 nghìn con Pioneer AD3. Đấy, anh em có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Anh em thấy hay cho em xin một đăng ký kênh. Đấy, và một nút theo dõi để em tiếp tục làm lên cho anh em tiếp tục con âm ly đẹp nguyên zin như này nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.